một loài thủy quái mang trong mình câu chuyện dài của sự tiến hóa. Câu chuyện đó khởi đầu từ khoảng 96 triệu năm trước. Khi đó, tổ tiên của chúng là một loài bò sát nhỏ phải sống dưới gốc chân của các loài khủng long khổng lồ. Không còn nơi nào để sinh sống, nó bắt buộc phải tìm xuống sông, xuống biển. Cứ tưởng đây là con đường cùng nhưng thật ra đó là điều thông minh hơn bao giờ hết mà chúng từng làm. Nói đến đây chắc các bạn cũng đoán ra được nó là ai. Tên chúng trong ngôn ngữ Hán Việt là Thương Long. Và nhân vật của chúng ta ngày hôm nay là Mosasaurus, sát thủ vô đối của đại dương kỷ phấn trắng. Không để mất thời gian của các bạn hơn nữa, chúng ta bắt đầu những nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Khám phá và đặt tên. Giống như loài khủng long Megalosaurus, ngày đặt tên chính thức của Mosasaurus thật sự đi ngược lại với lịch sử nghiên cứu của nó. Hóa thạch đầu tiên được tìm thấy ở Hà Lan vào năm 1764. Với nghiên cứu tiếp theo của Martinus van Marum, kết luận rằng hóa thạch này là một con cá. Công bằng mà nói, không ai vào thời điểm đó biết về sự tồn tại trước đây của các loài bò sát biển khổng lồ. Sau đó thì một chuyên gia tên là Theodorus Hannes Gooding đã tìm thấy một hộp sọ chưa hoàn chỉnh thứ hai. Tuy nhiên, người đã nâng cao danh tiếng của sinh vật này khi ông phát hiện ra những hóa thạch khác và trao đổi thư từ với các nhà khoa học về chúng. Đó là một bác sĩ quân đội đã nghỉ hưu tên là Johann Leonhard Hoffmann. Nhưng bản chất thực sự của sinh vật này vẫn khó nắm bắt vì Hoffmann cho rằng ông có hóa thạch của một con cá sấu. Và thậm chí giáo sư người Hà Lan Petrus Kemper cũng xác định nhầm chúng là một con cá nhà táng cổ đại vào năm 1786. Thật dễ hiểu cho Kemper vì ngay cả ngày nay, những tàn tích này vẫn có thể được coi là có bề ngoài giống với những con cá voi có răng như Acrophysister. Các hóa thạch cũng là một phần của lịch sử cách mạng Pháp khi lực lượng Pháp chiếm giữ chúng từ pháo đài Matrix ở Hà Lan, nơi chúng sau đó được vận chuyển đến Pháp, và đây cũng là thời điểm Mosasaurus được biết đến. Được đặt theo tên của vùng Matrix, câu chuyện về cách hóa thạch bị thu giữ và những thách thức pháp lý kéo theo trong những năm sau của thế kỷ 18 thường được đề cập nhưng chi tiết chính rất khó xác minh. Khi các hóa thạch ở Pháp, chúng được nghiên cứu bởi Pierre de Lamy Fouza de Saint-Front. Người cũng cho rằng nhận dạng cá sấu trước đó là chính xác. Tuy nhiên, nghiên cứu về chúng vẫn tiếp tục ở một nơi khác khi con trai của Petrus Kemper là Adrian Gilles Kemper xem xét ghi chú ban đầu của cha. Adrian Kemper không đồng ý với các giả thuyết về cá sấu và cá voi và cũng cho rằng các hóa thạch này là của một con thằn lằn khổng lồ. Mặc dù không hoàn toàn chính xác, nhưng anh vẫn khá gần gũi vì thằn lằn Kida là thành viên thuộc nhóm bò sát Diapsis. Những thành viên đầu tiên trong số đó được coi là tổ tiên của loài bò sát biển bao gồm cả Thương Long sau này. Sự xác nhận cho ý tưởng này được đưa ra vào năm 1808 khi Georges Cuvier, một nhà tự nhiên học hàng đầu, sử dụng giải phẫu so sánh để xác định các xương, chưa biết cũng đồng ý với phân tích này. Và sau đó đã đặt tên cho sinh vật này là Mosasaurus vào năm 1822, với hộp sọ thứ hai được sử dụng làm mẫu vật gốc. Tuy nhiên, Connie Pierre chỉ nghĩ ra tên chi và Mosasaurus không có tên loài cụ thể cho đến năm 1829, khi Gideon Mantell cung cấp một cái tên. Điều mà ông cũng phải làm cho loài khủng long đầu tiên được biết đến là Megalosaurus, và từ đó chúng ta biết đến nó với cái tên Mosasaurus hoffmanni. Nghiên cứu giống loài. Mosasaurus là loài bò sát có vảy lớn, không giống như họ hàng còn tồn tại của nó hoàn toàn thích nghi với lối sống dưới nước. Nó có thân hình thon gọn tương tự như các loài động vật thủy sinh hiện đại như cá heo và cá mập. Cơ thể dài và mảnh mai của Mosasaurus rất thích hợp để bơi nhanh trong nước. Nhưng loài bò sát này vẫn phải ngồi lên mặt nước để hít thở không khí tương tự như cá voi. Các chi đã được biến đổi giống mái chèo, có thể giúp chúng di chuyển trong nước. Chúng cũng có một cái đuôi dài có hai thùy hơi cong xuống. Hình dáng đuôi của chúng tương tự như đuôi của loài Ichthyosaurus, một nhóm bò sát biển khác sống trước đó ở Đại Trung Sinh. Mosasaurus cũng là một sinh vật ấn tượng về kích thước. Trung bình chiều dài của nó được ước tính là khoảng 15-17 mét. Riêng hộp sọ của nó đã đạt đến chiều dài lên tới 1,7 mét. Hàm chứa đầy những chiếc răng hình nón sắc nhọn, khá khỏe và hiệu quả để bắt những con mồi lớn. Cơ thể của Mosasaurus và màng giữa các ngón chân và các ngón tay của chúng được bao phủ bởi các vảy nhỏ chồng lên nhau. Những chiếc vảy có hình kim cương và khá giống với những loài thằn lằn hiện đại. Kích thước của vảy cũng khác nhau trên toàn bộ cơ thể. Nơi sống và phân bố. Hóa thạch của Mosasaurus đã được tìm thấy ở nhiều địa điểm khác nhau trên khắp thế giới, bao gồm Bắc Mỹ, châu Âu và châu Phi. Chúng có sự phân bố xuyên Đại Tây Dương, nghĩa là chúng có mặt ở cả hai bờ của đại dương này,
Trong thời kỳ cuối kỷ phấn trắng, các lục địa có cấu hình khác nhau và điều này cũng ảnh hưởng đến kích thước cũng như vị trí của các đại dương trên thế giới. Phạm vi phân bố của loài bò sát biển này có thể bao gồm Bắc Đại Tây Dương, đường biển nội địa phía Tây, biển Tiris, Địa Trung Hải. Điều kiện khí hậu cũng khác nhau ở các vùng biển khác nhau. Ở một số nơi, khí hậu dao động như nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới và thậm chí là cận cực. Mặc dù Mosasaurus hoàn toàn thích nghi, nhưng nó không thể thở dưới nước. Điều này có nghĩa là nó sẽ phải nổi lên để lấy không khí. Kết quả là chúng dành nhiều thời gian hơn ở vùng nước nông của rìa lục địa, nhưng chúng cũng hoạt động rất tốt ở vùng nước mở. Hành vi và chế độ ăn. Mosasaurus có thân hình thon gọn và những chiếc đuôi mạnh mẽ giống cá mập, cho phép nó bơi nhanh trong nước. Nó có thể sử dụng các chuyển động nhấp nhô của đuôi và phần thân dưới để đẩy mình về phía trước, tương tự như kiểu bơi của cá thu, cá voi và cá heo thời hiện đại. Kiểu bơi này được mô tả là kiểu bơi caranziform. Nó cũng có các chi thon dài giống như mái chèo, được sử dụng giống như cánh tàu ngầm để di chuyển trong nước. Các nhà khoa học tin rằng Mosasaurus là sinh vật sống đơn độc. Các cá thể thường sống và săn mồi một mình. Tuy nhiên, chúng có thể tập hợp ở một số khu vực có nguồn thức ăn dồi dào hoặc trong mùa giao phối. Mosasaurus là loài săn mồi đỉnh cao chiếm vị trí đứng đầu chuỗi thức ăn ở biển. Bộ hàm khổng lồ được trang bị những chiếc răng cắt chắc chắn sẽ đủ khỏe để xử lý hầu hết mọi loài động vật ở vùng biển kỷ phấn trắng. Những chiếc răng sắc nhọn và hình nón, điều này cho thấy chúng rất thích hợp để kẹp chặt con mồi. Mosasaurus có thể là kẻ săn mồi phục kích. Nó sử dụng tốc độ và sự nhanh nhẹn của mình để nhanh chóng tiếp cận con mồi trước khi lao đến và tiêu diệt nó. Loài bò sát này có chế độ ăn đa dạng như cá, động vật chân đầu và các loài bò sát biển khác như plesiosaur. Mosasaurus có khứu giác kém, nhưng đôi mắt to của nó thích nghi với tầm nhìn hai chiều. Điều này sẽ giúp việc phát hiện và bắt con mồi gần bề mặt đại dương dễ dàng hơn. Giống như các loài có vảy hiện đại, Mosasaurus có bản lề hẹp, nghĩa là nó có khả năng mở hàm để ăn con mồi lớn hơn chiều dài hộp sọ. Các nhà khoa học từng tìm thấy xương của một con cá bị chặt rời dài hơn 1 mét trong bụng một con Mosasaurus, cũng có khả năng là nó đã tiêu thụ con mồi lớn bằng cách chia nhỏ và tiêu thụ từng miếng nhỏ mỗi lần thay vì nuốt chửng toàn bộ. Vòng đời của Mosasaurus. Mosasaurus sinh sản hữu tính, giống như các loài động vật có vú ở biển hiện đại, chúng sinh dưới nước. Cho đến nay không có bằng chứng cụ thể về sự ra đời của Mosasaurus. Tuy nhiên, hóa thạch của các loài thương long có liên quan khác đã được phát hiện và đã ủng hộ giả thuyết rằng chúng là loài sinh con. Các nhà khoa học đã tìm thấy bộ xương của một con Carosaurus đang mang thai cũng như hóa thạch của Pleoplatecarpus với hai phôi thai ở gần đó. Những hóa thạch như thế này cho thấy sự thụ tinh bên trong và khả năng sinh sản ở loài thương long. Tuy nhiên, việc phát hiện ra một quả trứng hóa thạch lớn vào năm 2011 đã đặt ra một số nghi ngờ về lý thuyết được chấp nhận rộng rãi về khả năng sinh con của Mosasaurus. Các nhà khoa học cũng cho rằng quả trứng thuộc về một loài bò sát biển và sự hiện diện của hóa thạch Mosasaur gần đó cho thấy nó có thể thuộc về một loài bò sát này. Tuy nhiên, quả trứng hóa thạch vẫn chưa được xác định một cách thuyết phục, nên các giả thuyết cho rằng Mosasaurus sinh con vẫn còn giá trị. Mặc dù chúng có thể được sinh ra ở vùng nước nông, nhưng bằng chứng cho thấy con non không cần nơi ấp trứng và có thể sống ở vùng nước rộng từ khi còn rất nhỏ. Tương tác với các loài khác. Mosasaurus là một trong những loài săn mồi đỉnh cao thống trị các đại dương trong suốt 20 triệu năm cuối của kỷ phấn trắng. Kích thước lớn và bộ hàm khổng lồ của chúng cho thấy chúng có thể săn các loài động vật biển khác, bao gồm cá, động vật chân đầu, rùa biển và thậm chí là cả các loài bò sát biển khác. Chúng là những kẻ săn mồi hiệu quả, có khả năng giữ chặt con mồi lớn bằng những chiếc răng giống như gai, bẻ gãy mai rùa khổng lồ và nuốt chửng toàn bộ con mồi. Ngoài Mosasaurus, các vùng biển thuộc kỷ phấn trắng muộn còn có rất nhiều loài bò sát biển khác, bao gồm cả họ hàng của Mosasaur và các loài bò sát biển không liên quan. Một số loài bò sát này, chẳng hạn như Prognathodon và Tylosaurus, đủ lớn để cạnh tranh về thức ăn và các nguồn tài nguyên khác. Mặc dù chúng có thể sống ở những nơi khác nhau, nhưng vẫn có bằng chứng về những cuộc chạm trán giữa Mosasaurus và Tylosaurus. Có bằng chứng cho thấy các cá thể Mosasaurus cạnh tranh gay gắt với các thành viên khác cùng loài. Các nhà khoa học từng tìm thấy một phần xương của Mosasaurus với rất nhiều vết cắn và vết thủng. Các chuyên gia cho rằng những vết cắn này đến từ một con Mosasaurus khác. Những câu chuyện này và những câu chuyện tương tự khác cho thấy rằng Mosasaurus đã cạnh tranh gay gắt với nhau hoặc thậm chí tham gia vào việc ăn thịt đồng loại. Ý nghĩa văn hóa. Được phát hiện vào cuối thế kỷ 18, Mosasaurus là loài bò sát biển Mesozoi đầu tiên được tìm thấy.
Vì vậy, hóa thạch của loài bò sát biển này có giá trị khoa học đáng kể. Nó đóng một vai trò quan trọng trong sự hiểu biết của chúng ta về cách các loài bò sát biển ở kỷ phấn trắng muộn phát triển và hệ sinh thái tự nhiên nơi chúng sinh sống. Trong văn hóa đại chúng, Mosasaurus vẫn thường được coi là đại diện mang tính biểu tượng của quái vật biển cổ đại. Nó đã được giới thiệu trong nhiều cuốn sách khoa học, phim ảnh và phim tài liệu về các sinh vật thời tiền sử. Nổi tiếng nhất trong số này là trong hai bộ phim công viên kỷ Jura là Jurassic World và Jurassic World Fallen Kingdom, lần được ra mắt vào năm 2015 và 2018, với một phần đớp mồi mang tính biểu tượng của toàn bộ loạt phim. Cá sấu được biết đến là loài động vật ăn thịt máu lạnh đáng sợ nhất trên trái đất ngày nay. Nhưng trong lịch sử hành tinh của chúng ta còn có rất nhiều loài cá sấu khổng lồ đáng sợ hơn rất nhiều. Một loài cá sấu mà ngay đến cả những loài khủng long ăn thịt to lớn cũng phải dè chừng, nếu không muốn nói là có phần sợ hãi. Không ai khác đó là Sarcosuchus, siêu cá sấu có thể nuốt chửng cả khủng long. Không để mất thời gian của các bạn hơn nữa, chúng ta cùng bắt đầu video thôi nào. Cái tên Sarcosuchus xuất phát từ các từ trong tiếng Hy Lạp Sarx có nghĩa là thịt và Suchus có nghĩa là cá sấu. Đó là tên gọi chung của loài bò sát này. Chi cá sấu này là một trong những sinh vật phổ biến nhất kỷ phân trắng sớm, sống ở châu Phi và Nam Mỹ ngày nay khoảng 133 đến 112 triệu năm trước, bao gồm hai loài là Sarcosuchus imperator và Sarcosuchus hartis. Loài này được biết đến từ một hóa thạch được tìm thấy ở Brazil. Hiện nay nó nổi tiếng là một trong những loài bò sát giống cá sấu lớn nhất từng tồn tại. Đó là lý do tại sao ngoại hình, hành vi và sự tiến hóa của nó rất được các chuyên gia và những người đam mê sinh vật thời tiền sử quan tâm. Nghiên cứu giống loài. Sarcosuchus ban đầu được biết đến nhờ răng và vảy xương. Vào năm 1964, hộp sọ đầu tiên được phát hiện và loài điển hình sau đó đã được xác định. Tuy nhiên, phải đến những năm cuối thế kỷ 20 mới có nhiều vật liệu hoàn chỉnh hơn bao gồm đốt sống, xương sườn và các bộ phận khác của bộ xương sao sọ. Mặc dù vẫn chưa hoàn chỉnh nhưng hiện đây đã có đủ tài liệu để đưa ra ước tính sơ bộ về kích thước của Sarcosuchus. Vào những năm cuối thế kỷ 20, Sarcosuchus được cho là dài khoảng 11 đến 12 mét, một ước tính dựa trên so sánh tỷ lệ hợp sọ và chiều dài cơ thể của cá sấu còn sống ngày nay. Phương pháp này cũng được sử dụng cho nhiều chi khác của cá sấu tiền sử. Tuy nhiên, nó dường như không hoàn toàn đáng tin cậy trong một số trường hợp, đặc biệt là do sự khác biệt về hình dạng và kích thước hợp sọ giữa các loài. Nhưng sau đó thì đã có một số phương pháp so sánh khác nhau nữa, nên đã đưa ra được ước tính nhỏ hơn một chút là từ 9 đến 9,5 mét đối với các cá thể Sarcosuchus đã biết. Điều này vẫn khiến Sarcosuchus lớn hơn đáng kể so với những loài cá sấu lớn nhất được ghi nhận còn sống ngày nay, mà hiếm khi xảy ra là đạt đến chiều dài từ 6 đến 7 mét. Sarcosuchus không chỉ lớn hơn cá sấu ngày nay mà còn già hơn rất nhiều. Hầu hết cá sấu có tuổi trung bình trong tự nhiên khoảng 25 năm, với một số cá thể có thể đạt tới 30 tuổi, thậm chí là có thể hơn. Có một số nghiên cứu ở một số bộ xương cho thấy một số chi Sarcosuchus đã khoảng 40 tuổi mà vẫn chưa phát triển đầy đủ trước khi chết. Trong khi cá sấu ngày nay phát triển lớn và dừng lại khi đến tuổi trưởng thành, Sarcosuchus vẫn tiếp tục lớn hơn. Đó có thể là yếu tố hạn chế duy nhất với mức độ phát triển của nó khi nó không còn duy trì cơ thể to lớn như vậy với nguồn cung cấp thực phẩm sẵn có. Sarcosuchus có mõm dài chiếm khoảng 75% tổng chiều dài hộp sọ. Cả hai hàm đều được trang bị răng bố trí ở hai bên. Có 35 chiếc răng ở mỗi bên hàm trên và 31 chiếc răng ở mỗi bên hàm dưới. Điều này cho thấy hàm trên lớn và dài hơn đáng kể so với hàm dưới. Một đặc điểm khác biệt của Sarcosuchus là mõm mở rộng. Một điểm khác biệt của Sarcosuchus là mõm mở rộng mà các nhà khoa học gọi là bulla. Nó được so sánh với bulla được tìm thấy ở cá sấu Ấn Độ hay còn được gọi là cá sấu ăn cá. Mặc dù bulla này chỉ xuất hiện ở cá sấu đực, ngược lại thì cả Sarcosuchus đực và cái đều có phần mở rộng này, cho thấy không dị hình giới tính. Sarcosuchus sở hữu các vảy xương hay còn được gọi là vảy da, chúng kéo dài từ phần sâu của cổ đến giữa đuôi. Những vảy xương này giống với những vảy được tìm thấy ở Goniopholis và Pseudosuchus. Những vảy xương này có hình dạng khác nhau, tùy thuộc vào vị trí của chúng trên cơ thể. Nơi sống và phân bố. Các hóa thạch đầu tiên của Sarcosuchus được phát hiện ở hệ tầng Intercalary ở Maroc. Một số hóa thạch cũng được tìm thấy ở Algeria, Tunisia và Cộng hòa Niger. Việc phát hiện và nghiên cứu các hóa thạch được tìm thấy ở Niger là cơ sở xác định một dạng cá sấu mõm dài mới. Hiện tại, nó thuộc hệ tầng Eras của Cộng hòa Niger. Vào năm 1977,
các nhà cổ sinh vật học đã tìm thấy những hóa thạch khác được cho là thuộc chi này nhưng lại được chỉ định là một chi khác. Đó là Sarcosuchus hati, mà ở phần đầu mình có nói nó được tìm thấy ở Ilhas của Brazil. Vì các hóa thạch được tìm thấy ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, nên mình sẽ tập trung vào khu vực có mẫu vật gốc từ thành hệ Ebrard, có niên đại khoảng 112 triệu năm trước. Lãnh thổ này có lẽ là một môi trường sông nội địa bao gồm các vùng nước ngọt. Một số nguồn liệt kê nơi đây có khí hậu nhiệt đới ẩm, trong khi những nguồn khác cho biết khu vực này rất nóng và khô. Tuy nhiên, người ta cho biết rằng lãnh thổ này có lợi cho sự phát triển của cây cối. Đối với hệ tầng Ilhas ở Brazil, nơi loài thứ hai được phát hiện, người ta tin rằng nó là một môi trường hồ cạn, có hệ động vật hủy sinh tương tự như hệ tầng Ebrard. Hành vi và chế độ ăn. Các thành viên của họ Pholidosauridae đều sống dưới nước, mặc dù loại môi trường chúng sinh sống phụ thuộc vào chi. Trong khi một số loài sinh vật biển khác có thể sống ở môi trường nước mặn, thì Sarcosuchus lại là loài bò sát sống ở nước ngọt. Sarcosuchus cũng khác với những loài khác do chế độ ăn của nó. Trong khi hầu hết họ hàng của nó là loài ăn cá, thì Sarcosuchus lại là loài săn mồi chuyên biệt. Các chuyên gia cho rằng nó có chế độ ăn tương tự như loài Crocodilus nicloticus. Loài săn mồi này hầu như chỉ ăn động vật có vú trên cạn. Như vậy, Sarcosuchus có khả năng săn những loài khủng long trên cạn có chung môi trường sống với nó. Mặt khác, cũng như nhiều khía cạnh liên quan đến sinh vật thời tiền sử, điều này không được tất cả các nhà khoa học ủng hộ hoàn toàn. Phân tích khoa học cho thấy Sarcosuchus không có các đặc điểm cơ động như cú cuộn tử thần nổi tiếng của loài cá sấu. Đó là một động tác xoay tròn ngụ ý một chuyển động quay nhanh quanh trục dọc của cơ thể dùng để khuất phục hoặc chặt xác con mồi. Nói một cách dễ hiểu hơn, những con cá sấu này lăn lộn cho đến khi con mồi của chúng bị khuất phục và bị phân xác. Những sinh vật tương tự như Parasaurus hoặc Deinosuchus có thể thực hiện những cú cuộn tử thần này, trong khi hộp sọ của Sarcosuchus có thể không chịu được áp lực xoắn của cuộn tử thần này. Nghiên cứu này chỉ ra rằng Sarcosuchus có thể dựa vào các kỹ thuật săn bắt và phân xác con mồi khác. Nói tóm lại thì có thể là Sarcosuchus có lối sống và chế độ ăn khác nhau ở các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Cá là con mồi dễ dàng cho cá sấu nhỏ, nhưng khi chúng lớn hơn, chúng sẽ cần nhiều chất dinh dưỡng hơn để tồn tại. Và vì vậy, chúng có thể đã bắt đầu kết hợp khủng long vào chế độ ăn của chúng. Như đã thấy ở các loài cá sấu ngày nay, chúng cũng có thể đã rời khỏi vùng nước của mình để nhặt xác các loài đã chết. Tương tác với các loài khác. Vì hầu hết các hóa thạch thuộc chi này đã được phục hồi từ hệ tầng Ebrard, nên chúng ta chỉ tập trung nói về khu vực này. Chúng ta có thể kể đến một số động vật thời tiền sử khác cũng chia sẻ môi trường sống với Sarcosuchus, như nhiều loài cá khác nhau thuộc thành viên của Pycnodontidae và Neoceratodus. Một số loài cá sấu như Anatosuchus, Araribesuchus và Stocorosuchus. Các loài Ornithischian như Erasiosaurus, Lerusaurus và Oranosaurus. Những loài Saurischia như Avromimus, Elcacharia, Christops, Suchomimus và Nigesaurus. Như bạn đã nhận thấy, khu vực này có rất nhiều loài khủng long. Một số là động vật ăn cỏ, nên có lẽ chúng chưa bao giờ chạm trán với Elcacharia, nghĩa là Sarcosuchus không ăn chúng. Tuy nhiên, những loài khác lại là loài ăn thịt, nên chúng có thể đã đe dọa Sarcosuchus. Một số loài khủng long như Suchomimus có thể là loài ăn cá hoặc thậm chí là loài nhặt xác. Như vậy, mặc dù người ta chấp nhận rộng rãi rằng Sarcosuchus là loài săn mồi và do đó có thể đã săn những loài khủng long, có lẽ là loài ăn cỏ hơn là ăn thịt. Chúng ta không thể loại trừ khả năng đã xảy ra các cuộc đối đầu với khủng long ăn thịt. Tuy nhiên, với kích thước và cơ thể của loài cá sấu này thì có rất ít cơ hội để nó bị khuất phục. Tiến hóa và lịch sử. Các dạng cá sấu cơ bản sớm nhất là thành viên của bộ Sphenosauchia, tiến hóa trong kỷ Trias muộn. Chúng là những sinh vật trên cạn mảnh khảnh. Trong kỷ Jura, các thành viên của họ cá sấu Mechiorhynchidae đã phát triển chi trước và đuôi giống mái chèo tương tự như các loài cá hiện đại. Một số thậm chí còn phát triển hộp sọ chuyên dùng để ăn các loài bò sát thủy sinh lớn. Mặc dù đây là họ hàng xa của Sarcosuchus, nhưng chúng có thể giúp chúng ta hình dung khả năng tiến hóa của những sinh vật này. Chi mà chúng ta đang thảo luận ngày hôm nay được phát hiện từ năm 1946 đến năm 1959. Nhưng chỉ khoảng năm 1997, các nhà khoa học mới có thể mô tả được giải phẫu của nó. Điều này xảy ra sau chuyến thám hiểm của Poserino, kết quả là 6 mẫu vật mới được phát hiện. Tuy nhiên, những khám phá hóa thạch liên quan đến Sarcosuchus đã được bắt đầu từ trước năm 1964. Chính xác hơn là vào năm 1867, khi Charles Hart,
một nhà tự nhiên học người Mỹ đã phục hồi được hai chiếc răng mà sau này được cho là của loài Crocodylus hati. 40 năm sau, chúng được chuyển sang chi Gonopholis của loài cá sấu Goniopholidis với hành vi săn mồi phục kích bán thủy sinh. Cuối cùng, các nhà khoa học kết luận nó thuộc về Sarcosuchus và do đó đặt tên cho loài thứ hai trong chi là Sarcosuchus hati. Đặc điểm sinh lý cho thấy sinh vật này có quan hệ họ hàng gần gũi với Terminonaris, loài nhỏ hơn và sống ở Bắc Mỹ khoảng 96 đến 91 triệu năm trước. Ý nghĩa văn hóa: vì là họ hàng xa xưa của cá sấu hiện đại và là một trong những loài bò sát giống cá sấu thời tiền sử lớn nhất, nên Sarcosuchus hiện là một chi được các nhà khoa học rất quan tâm. Mặc dù không phổ biến như các sinh vật thời tiền sử khác trong phim ảnh và các trò chơi điện tử, nhưng Sarcosuchus cũng đã có những lần xuất hiện đáng chú ý trong các tập phim Lost World và New Zealand trong Planet Dinosaur. Nó cũng được miêu tả trong chương trình The Most Extreme. Cho người xem chưa biết rằng nó lớn hơn nhiều so với cá sấu Somnin, Sarcosuchus còn có một biệt danh khác là Super Croc. Biệt danh này khá phổ biến với những người tìm hiểu sinh vật tiền sử ở nước ngoài, nhưng nó không phổ biến lắm ở Việt Nam. Đó là tên được đặt trong một bộ phim tài liệu National Geographic. Sarcosuchus cũng xuất hiện trong Jurassic World The Game, nhưng đó được miêu tả là một loài lưỡng cư huyền thoại chứ không phải một con cá sấu. Ở thời điểm hiện tại, Anaconda tại Amazon, Nam Mỹ đang là loài chăn lớn nhất trái đất. Với chiều dài từ 7 đến 8 mét, nặng từ 200 đến 500 kg, lùi về 40 triệu năm trước tại nơi mà ngày nay là Ai Cập và Algeria, loài rắn Gigantopithecus thống trị với chiều dài khoảng 10 mét. Sâu hơn trong dòng chảy lịch sử, từ 60 đến 58 triệu năm trước, một loài chăn với chiều dài 13 mét, nặng hơn 1 tấn đã từng tồn tại. Đây là nỗi kinh hoàng cho tất cả các loài sinh vật cùng đời. Không ai khác đó là Titanoboa, loài bò sát huyền thoại khổng lồ từng ngự trị trên hành tinh của chúng ta. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước của nó lớn đến mức nào, săn mồi ra sao và tại sao nó lại tuyệt chủng. Hãy ấn like và subscribe ngay rồi chúng ta cùng bắt đầu video thôi nào. Titanoboa lớn đến mức nào? Khi được mô tả lần đầu vào năm 2009, Titanoboa được ước tính dài khoảng 12,8 mét. Nghĩa là ít nhất xét về chiều dài, Titanoboa lớn hơn loài giữ kỷ lục lớn nhất trước đó là loài rắn Gigantopithecus. Mô hình sau này được trình chiếu như một phần của bộ phim tài liệu Titanoboa Monster Snake của Smithsonian cho thấy tổng chiều dài khoảng 14,6 mét, một con số đã có, kể từ đó thường được những người khác làm tròn đến 15 mét. Các loài bò sát này thường được cho là phát triển phù hợp với nhiệt độ môi trường xung quanh sẵn có của khí hậu. Điều này là do nhiệt độ cao hơn khá ổn định trong suốt cả năm với rất ít sự thay đổi theo mùa, cho phép loài vật này biến nhiệt duy trì. Điều này có nghĩa là các chức năng của cơ thể như tiêu hóa, tuần hoàn và hô hấp cùng nhiều chức năng khác đều trở nên hiệu quả hơn rất nhiều và một nguồn năng lượng lớn hơn có thể được dành cho các chức năng khác như tăng trưởng. Liên quan đến kích thước lớn hơn của Titanoboa, điều này có thể chỉ ra rằng nhiệt độ toàn cầu cách đây 60 triệu năm, đặc biệt là ở xích đạo, cao hơn đáng kể so với nhiệt độ mà chúng ta biết ngày nay. Là bởi vì ngày nay những loài rắn lớn nhất được biết đến sống gần xích đạo thường có kích thước dài từ 5 đến 6 mét, với những cá thể hiếm hơn có thể dài gần 6,5 đến 7 mét. Titanoboa thường được ghi nhận là có chiều dài khoảng 13 đến 15 mét. Mặc dù cần phải đánh giá cao rằng với tư cách là một chi, rất ít tàn tích hóa thạch của Titanoboa được biết đến có thể vẫn còn đang phát triển lớn hơn nữa. Nhưng cần thận trọng trong việc này về việc tái tạo với luôn dựa trên vật liệu hóa thạch hiện có. Loài chăn Anaconda được cho là có chiều dài chỉ hơn 6,5 mét. Tuy nhiên, loài rắn lớn nhất tính theo chiều dài cơ thể là chăn lưới Python reticulatus với chiều dài được cho là gần 7 mét đối với những cá thể lớn nhất. Một số lưu ý bổ sung về chăn Anaconda và chăn lưới thì cả hai loài này được coi là lớn hơn những con số này, nhưng mức độ có thể khác nhau rất nhiều tùy theo nhiều nguồn nghiên cứu. Cũng có nhiều tuyên bố của những nhân chứng tận mắt, đặc biệt là từ thế kỷ 18 và 19 về những con chăn lớn hơn rất nhiều, có thể là lớn hơn cả Titanoboa. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào về những con rắn quái vật này và thậm chí nhiều ước tính hiện đại hơn đã được chứng minh là không hợp lệ. Một vấn đề là hầu hết những con rắn lớn được báo cáo cho khoa học thường đã chết, và khi được bảo quản, da rắn có thể kéo dài đến mức đáng ngạc nhiên. Da của một con rắn dài 5 mét có khả năng kéo dài đến 7,5 mét sau khi chết, gây ấn tượng sai lầm cho những người xem sau này rằng con rắn có một nửa nhưng khi chết lại lớn hơn thực tế. Đây là lý do tại sao chỉ những phép đo rắn sống được thực hiện bởi những người có kinh nghiệm xử lý và đo rắn mới được cộng đồng khoa học chú ý.
Trước khi chuyển sang phần tiếp theo, cần cân nhắc đặc biệt về kích thước của Titanoboa là giới tính. Có một đặc điểm có thể quan sát được ở loài rắn là con cái thường lớn hơn con đực. Mặc dù tàn tích của Titanoboa vẫn còn quá ít để có thể kết luận một cách thuyết phục. Minh họa cho sự khác biệt giữa Titanoboa đực và cái sẽ thực sự bất thường nếu con cái nhỏ hơn con đực. Đời sống và phân bố. Hóa thạch Titanoboa cho đến ngày nay chỉ được biết đến từ thành hệ Carrion của Colombia. Thành hệ Carrion đại diện cho sự xuất hiện sớm nhất được biết đến của rừng mưa nhiệt đới. Khu vực của thành hệ là nơi chứa các hóa thạch nguyên mẫu của Titanoboa, được cho là có niên đại từ thế Silandian của Paleocene. Điều này có nghĩa là Titanoboa được biết là đã sống cách đây khoảng 60 triệu năm và khoảng 5 triệu năm sau sự kiện tuyệt chủng đánh dấu sự kết thúc của đại trung sinh cùng với sự biến mất của các loài khủng long. Trong thời gian này, Titanoboa có lẽ đã sống và săn mồi ở vùng thấp, những khu rừng nhiệt đới nằm trong một hệ thống sông rộng lớn đang chiếu qua cảnh quan. Cách chúng săn mồi. Rắn là những loài mà bạn gọi là loài đa năng, sẽ ăn bất cứ thứ gì chúng bắt được. Điều này đặc biệt đúng đối với những loài rắn không dựa vào nọc độc để khuất phục con mồi, và do đó không dựa vào hoạt động của nọc độc nên có thể là những tác động khác nhau. Tuy nhiên, bằng cách thắt chặt, chúng sẽ làm ngạt thở con mồi. Do phổi của nó bị các cuộn cơ của rắn ép đến mức phổi không thể nở ra để lấy không khí trong lành có oxy. Trong khi các loài chăn không có răng nanh để tiêm nọc độc, chúng vẫn có các hàng răng mọc thành hàng ở hai hàm. Những chiếc răng này thường rất mỏng nhưng nhọn như kim, thích nghi để đâm thủng các mô mềm và giữ con mồi nằm im tại chỗ. Những chiếc răng này thường cong về phía sau một cách mạnh mẽ. Do hình dạng này nên khi những chiếc răng này móc vào thịt con vật đó không có cách nào thoát ra được. Ví dụ như anaconda hoặc chăn nào đó từng bám vào bàn tay của bạn, điều tồi tệ nhất mà bạn làm chắc là ngay lập tức cố gắng rút nó ra. Mình khuyên bạn đừng làm vậy, vì bạn sẽ chỉ khiến răng của nó ăn sâu hơn vào da thịt mà thôi. Thay vào đó, điều bạn phải làm trước tiên là đưa tay vào sâu trong miệng của nó, sau đó mở hàm trước khi bạn có thể rút tay ra. Mặc dù người ta chỉ tìm thấy một phần xương sọ và xương hàm, nhưng Titanoboa vẫn được cho là có những hàng răng mọc ngược trong miệng. Điều này sẽ giúp phần đầu giữ chặt, dù con mồi có vùng vẫy mạnh đến đâu thì cũng không có cách nào thoát ra được. Titanoboa sau đó có thể cuộn cơ thể to lớn của mình quanh cơ thể con mồi và siết chặt. Với cơ thể chủ yếu là cơ bắp thì Titanoboa có thể gây một áp lực nghiêm trọng lên cơ thể con mồi. Việc tiêu diệt con mồi thực sự có thể chỉ mất vài phút đối với Titanoboa, nhưng việc ăn thịt con mồi thực sự sẽ lâu hơn đáng kể, cho thấy rằng nó có cấu trúc đầu tương tự như các loài rắn như anaconda. Điều này có nghĩa là hàm dưới sẽ kéo dài ra phía sau để phạm vi mở miệng được lớn hơn. Thêm vào đó, hàm dưới có khả năng di chuyển độc lập với nhau. Điều này có nghĩa là không chỉ hàm dưới có thể tách ra để mở rộng hơn nữa, cho phép miệng đi trên cơ thể con mồi. Răng sẽ lại có ích vì một bên có thể giữ đầu ở đúng vị trí trong khi phần còn lại di chuyển dọc theo và ngược lại. Một khi cơ thể của con mồi nằm trong dạ dày của Titanoboa, axit dạ dày sẽ hòa tan tất cả các bộ phận của con vật từ thịt mềm đến xương cứng. Thời gian tiêu hóa một con vật tất nhiên sẽ phụ thuộc vào kích thước của con mồi. Với những con lớn hơn thì có khối lượng lớn hơn và mất nhiều thời gian hơn. Sự trao đổi chất cũng là một yếu tố. Nhiệt độ tối ưu thì quá trình tiêu hóa càng hiệu quả. Xét về hành vi săn mồi thực tế, kích thước tuyệt đối của một con Titanoboa lớn có nghĩa là nó không có khả năng di chuyển qua tán cây như nhiều dạng nhỏ hơn. Và vì vậy, nó có lẽ đã dành thời gian trườn qua cây hơn là cố gắng đi săn. Tuy có một sự cồng kềnh về mặt thể chất khi di chuyển trên mặt đất, nhưng Titanoboa vẫn có khả năng thực hiện một cuộc tấn công phục kích nhanh như chớp vào con mồi đi ngang qua tầm mắt nó. Titanoboa có lẽ là nguy hiểm nhất khi ở dưới nước, vì khi đó trọng lượng cơ thể không có ý nghĩa gì với sức nổi của nước. Đây chính xác là lý do tại sao các loài sinh vật biển như cá voi phát triển quá lớn. Điều này có nghĩa là ngay cả một con Titanoboa lớn cũng sẽ rất nhanh khi di chuyển trong nước, cũng như tiêu tốn tương đối ít năng lượng để làm điều đó so với những gì nó phải làm nếu ở trên cạn. Một ưu điểm khác của việc săn mồi dưới nước là phần cơ thể của Titanoboa sẽ được ẩn đi, sẽ che giấu bất kỳ cách tiếp cận nào từ nó khi nó chìm trong bề mặt nước, trong khi Titanoboa có thể bám theo hình bóng của con mồi được nó ngắm đến. Ngoài ra, nó còn có thể nín thở trong một thời gian đáng kể, chờ đợi những động vật khác bơi trong nước để sau đó nó có thể tấn công từ bên dưới. Titanoboa ăn gì? Như đã nêu ở trên, các loài bò sát này có xu hướng chung chung. Ngay cả những loài có thể thể hiện sự ưa thích đối với một số loài động vật thông qua các kiểu hành vi săn mồi cụ thể, nó vẫn sẽ cố gắng tấn công các động vật khác nếu nghĩ rằng chúng có thể có cơ hội săn mồi.
Để xác định Titanoboa ăn gì, chúng ta phải nhìn vào hệ động vật đã biết khác của hệ tầng Carihon, một số loài nổi bật như là cá sấu, Kefchi cerezonisuchus, Acherontisuchus và Anracosuchus. Mặc dù bản thân cá sấu là loài săn mồi đáng sợ, nhưng thực tế khoa học đã biết rằng chúng có thể trở thành con mồi của những con rắn lớn. Những loài rắn này sẽ không ngần ngại tấn công và tiêu thụ chúng. Hành vi này đã được chứng kiến một cách độc lập. Một loài như Titanoboa được biết là lớn hơn nhiều so với các loài rắn hiện đại, có thể đã tấn công và ăn thịt cá sấu. Một số loài trong số đó có kích thước tương đương với các loài mà chúng ta biết ngày nay. Cá sấu thời tiền sử và rắn khổng lồ không phải là loài bò sát duy nhất hiện diện ở thành hệ Carihon. Những loài rùa nước ngọt lớn hơn nhiều so với những loài mà chúng ta biết ngày nay cũng sống ở đó trong thế Paleocene. Các chi này bao gồm Carbonimus và Buentimus. Những con rùa này được biết đến là đã phát triển đến mức có lẽ rất khó có khả năng ngay cả một con Titanoboa cũng có thể nuốt chửng. Trên thực tế, đây có thể là một phần lý do tại sao những con rùa này lại có những chiếc mai lớn như vậy ngay từ đầu. Với việc chúng quá lớn, chúng có thể đã tự loại mình ra khỏi thực đơn một cách hiệu quả. Có thể lập luận rằng một con Titanoboa lớn có thể đã nghiền nát mai rùa trong cú của người của nó và làm vỡ nó ra. Những điều này sẽ mất rất nhiều thời gian, nỗ lực nhiều hơn là chỉ ép không khí ra khỏi phổi. Và mặc dù nó có khả năng tiêu hóa xương và bỏ, nhưng nó lại mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa so với những con mồi có thịt hơn như cá sấu. Do đó, mặc dù Titanoboa có thể đã săn luôn cá rùa, đặc biệt là những con non nhỏ hơn, nhưng chúng có thể thích những con mồi dễ dàng hơn. Viễn cảnh thứ ba về các con mồi của Titanoboa vẫn khiến mọi người ngạc nhiên là các loài cá lớn. Cá được cho là bị rắn ăn, bao gồm các loài rắn như Anaconda và phần còn lại của các loài cá phổi đặc biệt lớn có thể đã phát triển đến mức này với chiều dài 3 mét. Được biết đến từ thành hệ Carihon, chắc chắn nó có khả năng tấn công một con cá lớn. Nhưng giết một con cá phổi có lẽ còn rắc rối hơn một chút nữa. Chừng nào nước còn chảy qua mang thì nó không thể nhấn chìm một con cá như có thể làm với cá sấu. Và nó cũng không thể làm một con cá phổi bị nghẹt thở chỉ bằng cách vớt nó ra khỏi nước. Titanoboa vẫn có thể giết chết một con cá phổi bằng cách thắt chặt, chẳng hạn như bằng cách đóng chặt các lỗ mang dưới nước hoặc kéo cá phổi lên khỏi mặt nước rồi ép. Nhưng nếu Titanoboa cũng ăn những con cá phổi lớn này thì chúng có thể đã bắt đầu nuốt cá khi vẫn còn sống. Và sau đó dựa vào quá trình đó để làm cá nghẹt thở, Titanoboa có thể đã giữ được một con cá phổi trong thời gian dài. Lỗ ở miệng dưới không bị cản trở nên bản thân Titanoboa vẫn có thể thở. Một chủ đề khác tất nhiên là ăn thịt đồng loại. Các loài rắn trong tự nhiên đều biết đến là ăn thịt những con rắn khác, kể cả những con cùng loài nếu chúng phát hiện ra một cá thể đặc biệt nhỏ hơn mình. Thì con cái sẽ lớn hơn đáng kể so với con đực, đến mức con đực sẽ là bữa ăn dễ dàng cho con cái to lớn. Trên đây là suy đoán dựa trên hệ động vật đã biết của hệ tầng Carihon. Rất có thể các loài động vật khác như chim và động vật có vú cũng sẽ có mặt trong cùng một môi trường và chúng ta đơn giản là chưa tìm thấy bất kỳ hóa thạch nào của chúng. Điều đáng chú ý là không phải mọi loài động vật đều bị hóa thạch. Và trong trường hợp hệ tầng Carihon là một mỏ than đang hoạt động, gần như chắc chắn rằng vô số hóa thạch mà chúng ta biết đã bị phá hủy. Vì sao tuyệt chủng? Nói một cách đơn giản thì không ai biết chắc chắn, nhưng có hai lý thuyết chính. Thứ nhất là sự thay đổi nhiệt độ toàn cầu. Ngày nay chúng ta có thể thiết lập mối tương quan rõ ràng giữa kích thước loài bò sát và nhiệt độ khí hậu xung quanh. Một số loài bò sát ở những vùng ôn đới hoặc có sự chênh lệch mạnh mẽ theo mùa giữa nóng và lạnh dường như vẫn khá nhỏ. Tuy nhiên, khi đến gần xích đạo hơn, nhiệt độ trung bình tăng lên và sự biến đổi theo mùa cũng tăng lên gần như không tồn tại do thực tế đơn giản là ánh sáng ban ngày tiếp xúc với mặt trời là không đổi. Ngược lại, các vĩ độ cực bắc hoặc nam có số giờ ban ngày kéo dài hoặc giảm tùy thuộc vào cách trái đất nghiêng trên vòng quay của nó khi nó quay quanh mặt trời. Bởi vì nhiệt độ xích đạo ổn định hơn nên các loài bò sát dễ dàng khai thác nhiệt độ môi trường đó hơn. Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng nếu cho phép loài bò sát sống gần xích đạo hơn, có thể đạt được kích thước lớn hơn vì chúng không phải lo lắng về sự chênh lệch nhiệt độ ở đó. Tuy nhiên, người ta cũng cho rằng nhiệt độ trung bình toàn cầu đang giảm rất chậm. Điều này được cho là đã góp phần dẫn tới sự chuyển hóa toàn cầu từ rừng rậm sang đồng cỏ mở rộng trong các kỷ nguyên sau này, tiến tới Miocene. Một ý kiến cho rằng Titanoboa cuối cùng cũng đã không thể duy trì quá trình trao đổi chất do nhiệt độ trong hệ sinh thái của chúng giảm xuống. Điều này có thể khiến chúng bị thay thế bằng những loài rắn nhỏ hơn vẫn có thể hoạt động tối ưu ở nhiệt độ thấp hơn như Mastoia và Gigantophis ở những nơi khác trên thế giới được biết là đã tồn tại cho đến giữa thời kỳ Eocene, khoảng 20 triệu năm trước sau khi Titanoboa biến mất. Tuy nhiên, vì bằng chứng hóa thạch tại thời điểm đó chỉ ra rằng những con rắn này nhỏ hơn Titanoboa,
nên chúng đã thực sự ủng hộ giả thuyết về nhiệt độ toàn cầu giảm, dẫn đến sự chuyển đổi sang sự thống trị của các loài rắn nhỏ hơn. Giả thuyết khác giải thích sự tuyệt chủng của Titanoboa là do sự thay đổi môi trường sống. Khoảng 60 triệu năm trước, hệ thần Carrion là vùng đồng bằng ven biển thấp, được bao phủ bởi những khu rừng nhiệt đới tươi tốt có hệ thống sông rộng lớn chạy ngang qua cảnh quan. Hệ thần Carrion ngày nay là mỏ than lớn nhất ở Colombia và nằm cao hơn nhiều so với mực đất biển vào thời kỳ Paleocene. Than của thành hệ Carrion về cơ bản là tàn tích hóa thạch của tất cả các loài thực vật và cây cối, từng hình thành nên những khu rừng nhiệt đới tươi tốt lẽ ra đã tồn tại vào thời Titanoboa. Điều này đã bảo tồn rất nhiều hóa thạch thực vật, động vật, nhưng nó cũng chứng minh rằng môi trường sống cụ thể mà Titanoboa sinh sống đã biến mất. Điều hợp lý hơn là nó có thể đã phân bố theo địa lý và thời gian rộng hơn những gì chúng ta biết. Chúng ta chỉ chưa biết về hóa thạch mà thôi. Forest Brachidae, hay còn được biết đến với cái tên phổ biến hơn là chim khủng bố. Đây là một họ chim không biết bay ăn thịt, từng là những loài động vật ăn thịt lớn nhất tại Nam Mỹ trong Đại Tân Sinh, tồn tại trong khoảng thời gian từ 62 đến 1,8 triệu năm trước. Chim khủng bố là cơn ác mộng đối với các loài động vật ăn cỏ có cùng môi trường sống với nó. Trong video ngày hôm nay, Unrexa sẽ cùng các bạn tìm hiểu về sự xuất hiện, giết chóc và tuyệt chủng của những kẻ ăn thịt đáng sợ này nhé. Lịch sử khám phá. Được biết đến trong văn hóa đại chúng trên toàn thế giới với cái tên chim khủng bố, thuật ngữ khoa học dành cho những loài chim này thực ra là Forest Brachis, theo tên nhóm Forest Brachidae. Quá trình đặt tên nó theo tên thành viên đầu tiên của nhóm được các nhà khoa học phát hiện, trong trường hợp này là Forest Brachos. Sau khi được Florentino Ameghino đặt tên vào năm 1887, chưa có tiền lệ nào về loài chim ăn thịt lớn tồn tại ở Nam Mỹ, mặc dù các loài chim lớn khác đã được biết đến ở những nơi khác trên thế giới. Và Ameghino cho rằng xương hàm dưới không có răng nhưng thực sự thuộc về một loài động vật có vú lớn. Ameghino sớm nhận ra rằng mô tả ban đầu của ông là một sai lầm. Điều này đã được xác nhận bằng vật liệu hóa thạch mới và hoàn chỉnh hơn. Những loài chim lớn không biết bay thực sự nổi tiếng trên khắp thế giới, nhưng chế độ ăn của chúng luôn là một vấn đề gây tranh cãi gay gắt vì mỏ của chúng thích nghi tốt với lối sống ăn thịt hoặc ăn cỏ, và đó là cách chúng cong mạnh xuống dưới để tạo thành một cái cuốc nhô ra phía dưới hàm dưới. Đặc điểm này được cho thấy ở một số loài chim kiếm sống bằng cách xé thịt khỏi cơ thể của chúng, các loài động vật khác, và được coi là có dấu hiệu rõ ràng cho thấy Forest Brachis là loài ăn thịt. Sở thích ăn uống này kết hợp với kích thước khổng lồ của một số chi liên quan của chúng là lý do tại sao chúng được cả thế giới biết đến với cái tên là chim khủng bố. Hình thái và sinh thái học. Forest Brachis có hình dáng chung tương tự như các loài chim lớn không biết bay khác, và về kích thước thì đà điểu đôi khi dùng để so sánh sơ bộ với nó. Điều này không chỉ mang lại khả năng vận động hiệu quả trên các khoảng cách lớn, mà nhiều loài Forest Brachis lớn hơn được cho là có khả năng đạt tốc độ đáng kinh ngạc, ít nhất có thể đạt đến 45 km/h, với những thành viên mạnh mẽ hơn trong nhóm thậm chí còn nhanh hơn. Đầu chúng ngẩng cao trên một cây cổ dài, một thứ không chỉ giúp Forest Brachis có khả năng tiếp cận đáng kể mà còn có hiệu suất cao. Nghiên cứu về các hộp sọ của Forest Brachis lớn cũng cho thấy các khu vực dành cho các cơ hàm lớn. Những cơ này không chỉ có tác dụng chống lại các cơ hàm mà còn có thể cho phép nó mở và đóng hàm nhanh hơn. WebCT, các hộp sọ của Forest Brachis xác nhận rằng chúng khỏe nhất khi chịu được áp lực hướng xuống từ bên dưới, không chịu được nhiều các chuyển động từ bên trên. Tính năng tiết kiệm, nó cũng được hiểu là một buồng cộng hưởng. Nếu giải thích này là chính xác thì Forest Brachis có thể đã gọi nhau bằng cách đóng mở của chúng thật chặt vào các hộp sọ với âm thanh từ cú va chạm vang vọng bên trong buồng này. WebCT Forest Brachis được gọi là không biết bay thứ cấp vì chúng tiến hóa từ những loài chim biết bay đầu tiên xuất hiện vào Đại Trung Sinh. Bản thân đôi cánh đã bị thu nhỏ đi rất nhiều và dường như là vô dụng để bay, nhưng chúng có thể vẫn phục vụ mục đích trưng bày cho các loài chim khác hay thu hút bạn tình. Móng vuốt trên cánh cũng có thể đã được sử dụng trong cuộc chiến giữa các cá thể, có lẽ như một vũ khí thay thế cho cây mỏ tàn khốc của nó. Trứng của Forest Brachis cho đến nay hầu như chưa được biết đến, và có thể có kích thước khác nhau tùy thuộc vào chi được đề cập. Trứng Forest Brachis lớn hơn có thể có kích thước trứng tương đương với đà điểu là khoảng 15 x 13 cm, đôi khi có thể là lớn hơn. Trong trường hợp không có trứng, cách duy nhất để ước tính kích thước trứng là nhìn vào các tàn tích sâu sọ nếu có thể và đưa ra phỏng đoán có căn cứ. Những điều khó nói. Có thể hơi xa lạ với các bạn nhưng loài chim Seriema vẫn được đề cập ở đâu đó,
Bởi vì Heiji còn tồn tại chưa tuyệt chủng và vẫn còn sống là Kariyama Ristata và Chunga Burmeisteri, được cho là hai sinh vật còn sống gần gũi với loài chim khủng bố đã tuyệt chủng. Hình dạng cơ thể tổng thể của chúng rất giống với loài Forest Brassis, nhưng ở quy mô tương tự như các thành viên nhỏ hơn trong nhóm. Chim Seriyama được biết đến là có khả năng bay như khoảng cách ngắn và đậu trên những cành cây cao tới 3 mét so với mặt đất, nhưng vẫn chưa chắc chắn liệu các loài Forest Brassis nhỏ hơn có khả năng làm được điều này hay không. Săn bắt, giết chóc và ăn thịt. Mặc dù chạy nhanh nhưng loài Forest Brassis vẫn có thể sử dụng chiến thuật phục kích để tiếp cận con mồi. Điều này là do hình dạng to lớn và quan trọng hơn là chiều cao của chúng sẽ dễ dàng được nhìn thấy từ xa. Điều này cho phép các loài động vật ăn cỏ có thể có cơ hội để mở rộng khoảng cách với chúng. Một chiến thuật tốt hơn cho loài Forest Brassis là ở rìa của một tán cây nhô ra và ẩn mình giữa các thân cây. Miễn là chúng vẫn ở giữa những cây thưa thớt hơn, những khu vực phát triển, hoặc thậm chí tốt hơn là khiến con mồi sợ hãi để bước ra ngoài. Sau đó chúng có thể sử dụng tốc độ vượt trội của mình để thu hẹp khoảng cách và tấn công. Làm thế nào mà Forest Brassis giết chết con mồi phụ thuộc vào kích thước của con mồi. Như đã đề cập ở trên, hộp sọ không thích nghi để chịu được một lượng lớn áp lực từ các bên. Điều đó có nghĩa là Forest Brassis có thể sẽ không buộc chặt để giữ con mồi lớn hơn vì có nguy cơ làm nó bị thương. Điều này cũng khiến cho khó có khả năng con mồi nhỏ hơn bị lắc từ bên này sang bên kia như một số động vật ăn thịt có vú thường làm. Đây là hai phương pháp săn mồi được chấp nhận rộng rãi nhất. Đầu mỏ hình móc rõ rệt được thấy ở hầu hết các loài chim săn mồi như một công cụ hỗ trợ kiếm ăn. Nhưng loài Forest Brassis có đầu mỏ rõ rệt đến mức chúng có vẻ lớn một cách không cần thiết. Người ta cho rằng loài Forest Brassis lớn hơn có thể kết hợp mỏ này với các lợi thế về chiều cao mạnh mẽ của chúng để bắt đầu một loạt đoàn tấn công hướng xuống trên con mồi. Đặc biệt là những khu vực quan trọng như cổ, cột sống và đỉnh hộp sọ, những nơi có thể bị lộ ra nhiều nhất từ phía trên. Khi bị hạ xuống với một lực đủ mạnh, điều này phần đầu có thể đã làm vỡ và tách rời các đốt sống cũng như các khoang trên hộp sọ, gây ra vết thương có thể khiến con mồi bị tê liệt hoặc tử vong ngay lập tức. Con mồi có xương sống nhỏ thì chúng sẽ ngậm trước khi ném chúng xuống đất và va vào các vật cứng với lực mạnh nhất có thể. Điều này không chỉ làm choáng và giết chết con mồi, mà còn làm gãy xương con mồi khi nó có thể dễ dàng bị nuốt toàn bộ. Thông thường, Forest Brassis sẽ giết chết những con mồi quá lớn để có thể nuốt được và không cần. Ở đây, đầu móc của nó sẽ cắm sâu vào thịt và rút lại. Khi đó, hàm dưới sẽ rút lại, xẻo từng miếng thịt để nó có miếng vừa ăn. Có thể loài Forest Brassis cũng đã dùng móng vuốt ở chân để xé xác cũng như đè xuống để chúng có thể sử dụng cơ thể của mình, dùng trọng lượng để giúp loại bỏ các mảnh thịt. Nơi chúng sinh sống. Phần lớn Forest Brassis hiện được biết đến và đã được tìm thấy ở Nam Mỹ, đặc biệt là ở Argentina, Uruguay và Brazil. Baleopsilopterus được phát hiện ở Brazil và có niên đại từ 60 triệu năm trước. Cho đến nay, ngoại lệ duy nhất của loài Forest Brassis độc quyền ở Nam Mỹ là Titanis, loài chim khủng bố đầu tiên được phát hiện ở Bắc Mỹ. Tuy nhiên, hóa thạch của Titanis được phát hiện ở Texas có niên đại từ đầu thế Pliocene cách đây 5 triệu năm, rất lâu trước khi hình thành một cây cầu nối đất liền Bắc Mỹ trong khoảng thời gian này. Chuyển động kiến tạo vẫn đang đẩy các khối đất liền lên và mực nước biển dao động có thể đã gây ra sự khác biệt về độ bao phủ đất liền. Vì Titanis không thể bay nên nó phải bơi hoặc khai thác những đường bờ biển đang thay đổi đến tận Bắc Mỹ. Tuy nhiên, chuỗi sự kiện tương tự đã cho phép Titanis xâm chiếm Bắc Mỹ cũng có thể đã dẫn đến sự sụp đổ của loài Forest Brachidae. Sự trao đổi vĩ đại và tuyệt chủng. Forest Brassis biến mất khỏi hồ sơ hóa thạch trong khoảng 2 triệu năm trước, trong giai đoạn Galician của thế Pleistocene. Tuy nhiên, một số nguồn vẫn tiếp tục trích dẫn không chính xác về sự biến mất cuối cùng của chúng gần đây. như 10.000 năm trước. Điều này dựa trên việc phát hiện ra hóa thạch của Titanis cùng với các sinh vật khác được biết đến là sống trong khoảng thời gian này. Nhưng những hóa thạch này đều nằm ở dưới đáy sông Santa Fe ở Florida và đã bị dòng nước cuốn trôi khiến tất cả các hóa thạch dễ bị lẫn lộn. Phân tích hàm lượng khoáng chất của hóa thạch xác nhận rằng hóa thạch Titanis thực sự được hình thành trước 2 triệu năm trước. Chi tiết hơn về loài này mình sẽ nói trong các video sau nhé. Khoảng nửa chặng đường của thời kỳ Pliocene khoảng 3,5 triệu năm trước, eo đất Panama được hình thành do sự kết hợp với các hoạt động núi lửa và kiến tạo. Mực nước biển giảm làm tăng khối lượng đất mới. Sự hình thành của cây cầu nối này có ảnh hưởng sâu sắc đến thế giới, làm gián đoạn các dòng hải lưu và đường di cư của các loài động vật như cá voi.
Nhưng sự phát triển quan trọng nhất đối với loài Forest Brassis là chúng không còn bị cô lập với phần còn lại của thế giới. Điều này đã gây ra sự kiện mà ngày nay được gọi là giao lộ vĩ đại của nước Mỹ, nơi chứng kiến những kẻ săn mồi mới như hổ răng kiếm Smilodon thiết lập sự hiện diện ở những khu vực mà Forest Brassis trước đây là kẻ săn mồi thống trị. Forest Brassis đã sống cùng với các loài săn mồi khác như Thylascus milus, những loài săn mồi bản địa ở Nam Mỹ luôn tiến hóa và sống dưới sự đe dọa của Forest Brassis và có khả năng có hành vi và chiến lược săn mồi khác nhau có thể khiến chúng ngang hàng với các loài Forest Brassis. Một yếu tố khác ảnh hưởng đến Forest Brassis là khí hậu đang thay đổi liên tục của Nam Mỹ. Dãy núi Andes chạy dọc phía đông của Nam Mỹ đã khiến phần lớn lượng mưa rơi xuống chúng. Phạm vi thay đổi của các luồng không khí và áp suất gây ra lượng mưa. Điều này khiến các khu vực khác của Nam Mỹ trở nên khô hơn với các vùng đất có rừng, từ đó trở thành thảo nguyên khô cằn và thảo nguyên rộng mở. Điều này không chỉ làm thay đổi các loài động vật ăn cỏ hiện có, khiến cho Forest Brassis không thể sử dụng vỏ bọc để che giấu hình dáng cao lớn của mình trước các con mồi được nữa. Ngay cả những kẻ săn mồi chạy nhanh cũng không có nhiều cơ hội bắt được những con mồi nếu các con mồi có thể nhìn thấy chúng đang ở khoảng cách xa. Ít nhất điều này có nghĩa Forest Brassis sẽ phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để săn được con mồi, làm giảm hiệu quả của chúng và khiến chúng khó cạnh tranh hơn với các đối thủ săn mồi mới. Chứng kiến sự sụp đổ của loài Forest Brassis mà ngày nay mãi mãi được mệnh danh là chim khủng bố. Hai ba con mực, anh yêu con mực. Đoạn nhạc vừa rồi sẽ thay cho tiêu đề video này. Nhân vật chính ngày hôm nay là một chim mực khổng lồ đã tuyệt chủng ở vùng biển thời tiền sử ở Bắc Mỹ trong kỷ phấn trắng. Đó là Tuso Teudis, loài động vật thân mềm cổ đại có kích thước không khác mấy so với loài mực khổng lồ hiện đại Achiteudis. Tuso Teudis là một chim mực khổng lồ đã tuyệt chủng sống ở vùng biển thời tiền sử ở Bắc Mỹ trong kỷ phấn trắng. Loài động vật thân mềm cổ đại này có kích thước tương đương với loài mực khổng lồ hiện đại. Nhìn bề ngoài nó cũng không khác mấy nếu so với loài mực hiện giờ. Nói thật thì lúc tôi làm video về loài này tôi cũng khá là hoang mang. Khi mà loài này nó vừa lão hoắc, nó vừa ít thông tin, thêm quả kênh tôi cũng hơi flop. Nhưng thôi, lỡ rồi làm luôn video cho có mà đăng để các bạn xem. Giống như mực hiện đại, cơ thể của Tuso Teudis không có xương sống. Do đó, cấu trúc cứng duy nhất trên cơ thể đó được gọi là pen. Đúng vậy, là pen hay Gladius. Đùa thôi, đây là phần duy nhất của nó được bảo tồn trong hồ sơ hóa thạch. Nó là một trong những loài mực lớn nhất từng bơi trong các đại dương trên thế giới. Nhưng những mẫu hóa thạch rời rạc của Tuso Teudis này khiến việc xác định một số thuộc tính của nó trở nên khó khăn hơn. Đặc điểm: Tuso Teudis thường được so sánh với loài mực khổng lồ hiện đại là loài mực lớn nhất vẫn sống cho đến ngày nay. Thật không may, rất ít thông tin về loài mực này vì chúng sống ở môi trường biển sâu và hiếm khi được nhìn thấy. Phần duy nhất của Tuso Teudis được phát hiện cho đến ngày nay là cấu trúc hỗ trợ giống như xương cứng, được gọi là Gladius. Cấu trúc chitin này hoạt động giống như một bộ xương bên trong, hỗ trợ cấu trúc cơ bắp cho nó. Dựa trên chiều dài của Gladius, kích thước tối đa của Tuso Teudis với các xúc tu kéo dài đang được ước tính khoảng 8 đến 11 mét. Ước tính kích thước này khiến nó nhỏ hơn một chút so với mực khổng lồ, với kích thước tối đa khoảng 12 đến 13 mét. Gladius tạo nên một cơ thể có khoảng 8 đến 10 xúc tu. Phần đầu của cơ thể loài cephalopod này còn có đặc điểm là đôi mắt to và chiếc mỏ sắc nhọn. Nơi phân bố: Tuso Teudis sống vào cuối kỷ phấn trắng khoảng 85 đến 70 triệu năm trước. Nó sống ở một tuyến đường biển nội địa cổ xưa được gọi là đường biển nội địa phía Tây, bao phủ hầu hết Bắc Mỹ trong thời kỳ kỷ phấn trắng. Hóa thạch duy nhất được xác nhận của loài Tuso Teudis được tìm thấy ở Kansas. Tuy nhiên, một số hóa thạch chưa được xác nhận cũng được biết đến từ các vùng khác của Mỹ, chẳng hạn như Bắc Dakota, Nam Dakota, Nebraska và Wyoming. Điều này cho thấy loài động vật chân đầu cổ đại có phạm vi sinh sống rộng lớn. Tuso Teudis rất có thể là một loài động vật chân đầu sống ở tầng nổi. Điều này có nghĩa là nó sống ở vùng biển rộng. Tuy nhiên, nó cũng có thể đã mạo hiểm đến những vùng nước rộng hơn để kiếm ăn và sinh sản. Môi trường sống ưa thích chính xác của loài mực này vẫn chưa được biết đến, nhưng nó có thể đã sống ở khu vực có nguồn cung cấp thức ăn dồi dào. Hành vi và chế độ ăn uống. Tuso Teudis được cho là chúng bơi nhanh và ăn rất ngon. Tôi đoán thế. Nó di chuyển tương tự như các loài mực hiện đại di chuyển ngày nay. Điều này liên quan đến việc đẩy nước bằng các xúc tu ở phần dưới cơ thể để lướt đi. Tuso Teudis có thể linh hoạt, nghĩa là nó có thể quay đầu nhanh và bơi lùi. Ở thời điểm hiện tại, chúng ta biết rất ít về lối sống của loài mực này. Nhưng mực khổng lồ hiện đại là loài săn mồi sống đơn độc ở vùng nước sâu. Chúng cũng được cho là có thể phun mực để bỏ trốn hoặc đánh lạc hướng như mực hiện đại. Hiện nay, chúng ta vẫn không có bằng chứng nào cho thấy nó sống tập trung với những con mực khác.
Tuso Teodis rất có thể là một loài săn mồi tích cực. Các xúc tu của nó được lót bằng các giác hút dùng để tóm hoặc giữ con mồi. Nó có thể săn các sinh vật ở đường biển nội địa phía Tây, chẳng hạn như cá và động vật chân đầu. Loài mực khổng lồ này có thể được kiếm ăn bằng cách săn lùng và phục kích con mồi. Sơ qua thông tin này thì mình nghĩ các nhà phát triển liên minh huyền thoại có thể cân nhắc tạo ra một con tướng mới từ loài mực này. Khi nó có đội tại là mắt to để quan sát và săn mồi. Chiêu quy là tàng hình này. Còn chiêu đúp là phun mực để tạo bơm khói cho dễ bỏ chạy hoặc đánh lạc hướng đối thủ này. Chiêu e là nước đi này. Còn chiêu cú chắc chắn các nhà khoa học nghĩ là ăn rất ngon. Được. Hào án. Hào án. Thực ra là chỉ có tôi nghĩ thế. Sự tiến hóa và lịch sử. Lịch sử tiến hóa của Tuso Teodis không được biết đến nhiều. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nó có thể có quan hệ họ hàng gần gũi với Vampiro Teodis, còn được gọi là mực Macaron. Nói chung, động vật chân đầu có lịch sử phát triển lâu dài, bắt nguồn từ thời đại cổ sinh. Những động vật thân mềm không có vỏ này có khả năng tiến hóa từ tổ tiên có vỏ. Trên thực tế, một số loài động vật chân đầu nguyên thủy như Plejonoceras và Nautilus cũng có vỏ. Các loài động vật chân đầu không có vỏ như mực và bạch tuộc đã tiến hóa khoảng 160 đến 100 triệu năm trước, trong thời kỳ được gọi là cách mạng biển đại trung sinh. Đây là thời điểm có sự thay đổi lớn trong môi trường biển, đặc trưng bởi cuộc chạy đua sinh học giữa các loài săn mồi và loài bị săn mồi. Như đã biết thì loài mực này đã loại bỏ bộ xương bên ngoài của chúng để có bộ xương bên trong nhằm thích nghi với việc trốn thoát khỏi những kẻ săn mồi. Việc mất đi lớp vỏ khiến chúng dễ dàng nén cơ thể và thoát khỏi những kẻ săn mồi nhanh hơn tổ tiên của chúng. Những loài mực này tiếp tục đa dạng hóa trong kỷ phấn trắng và các dạng lớn hơn như Tuso Teodis xuất hiện trong thời kỳ này. Tương tác với các loài khác. Tuso Teodis có thể là một trong những loài động vật chân đầu lớn nhất của vùng biển kỷ phấn trắng. Các chuyên gia cho rằng nó có thể là loài săn mồi hàng đầu ở vùng biển cổ đại, săn cá và các loài động vật khác. Sự kết hợp với kích thước to lớn, xúc tu mạnh mẽ và chiếc mỏ sắc nhọn khiến nó rất thích hợp để săn những con mồi lớn. Bản thân Tuso Teodis cũng sẽ là con mồi của những động vật lớn hơn trong hệ sinh thái của nó. Điều này bao gồm các loài bò sát biển như thương long và cá săn mồi ở đường biển nội địa phía Tây nơi nó sinh sống. Ít nhất một trường hợp loài mực này bị kẻ săn mồi tấn công được lưu giữ trong hồ sơ hóa thạch. Một hóa thạch của loài cá săn mồi cổ đại là Simolithis nabaholica, từng được phát hiện với chiếc gladius của loài Tuso Teodis trong cổ họng của nó. Một phần cơ thể của loài mực này vẫn còn nằm trong dạ dày của cá, trong khi miệng nó vẫn mở, cho thấy phần còn lại của cơ thể mực vẫn còn trong miệng khi cá. Các chuyên gia cho rằng đầu và các xúc tu của loài Tuso Teodis có thể đã chặn mang của loài cá này khiến nó ngạt thở trước khi nó kịp nuốt. Ý nghĩa văn hóa. Tuso Teodis đến nay vẫn đang là một sinh vật chứa nhiều bí ẩn. Chúng ta có rất ít thông tin về loài mực này do hóa thạch của nó chưa hoàn thiện. Tuso Teodis là ứng cử viên xứng đáng cho loài mực lớn nhất từng sống khiến nó trở thành loài khá hấp dẫn để nghiên cứu. Thật không may, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết được con mực khổng lồ này lớn đến mức nào trừ khi bằng cách nào đó có thêm hóa thạch bổ sung. Tuso Teodis và những loài mực khổng lồ khác đã thu hút trí tưởng tượng của mọi người ở mọi lứa tuổi. Các chuyên gia cho rằng việc nhìn thấy những con mực khổng lồ này có thể đã truyền cảm hứng cho những câu chuyện về Kraken, quái vật biển nổi tiếng trong thần thoại Na Uy. Mặc dù những câu chuyện dân gian có lẽ đã đề cập đến loài mực khổng lồ còn sống như Archaeotheodis và loài mực khổng lồ Mesonychotheodis, nhưng ý nghĩa về một loài mực khổng lồ có thể vượt qua kích thước của chúng chắc chắn là rất hấp dẫn. Hiện tại, Tuso Teodis không còn phù hợp với khoa học do sự rời rạc của các hóa thạch. Nhưng việc phát hiện ra nó vừa là kẻ săn mồi, vừa là con mồi ở đường biển nội địa phía Tây cổ đại, góp phần giúp chúng ta hiểu biết về môi trường thời tiền sử này và các tương tác sinh thái diễn ra trong đó.